Rồi, hiện tại mình đang tắm mưa dầm mưa ra đến Vũng Tàu các bạn. Thì ông trời ông buồn, ông đón mình bằng những cơn mưa nặng hạt từ lúc khởi hành. Bây giờ mình sẽ tập leo núi mà trời mưa nha các bạn. Thì leo đèo dốc trời mưa thì các bạn cần chú ý những gì? Thì nói chung là các bạn phải đi chậm chút, các bạn cũng quan sát rồi nó có sạt lở không, rồi ngay chỗ cái bàn đó em ha, em lên trên dốc nha, mở xe nhanh phải đúng rồi, rồi em có thể thay đổi số, không cần phải thắng lại, em bóp khóa hẳn, kéo nhẹ xuống đất, qua số 2 kéo nhẹ xuống đất, đúng rồi, mộng đất thôi. Ok, thì trên dốc thì nước đang đổ xuống là thấy không, nhưng mà đổ ít không sao. Rồi bây giờ mình tập lên trên đây ha, đánh lái qua phải cho mình thấy. Mời các bạn đón xem nha. Đó, rồi đập ra nhẹ. Đây lượng nước, đập ra đi em, đập ra nhẹ đều. Đập ra đều lên. Trời ơi. Ừ, có điều chân ga thôi, đâu có gì đâu mà sợ thấy không? Đó. Mời các bạn đón xem nha. Đèo dốc mưa gió không? Thì nếu mà trường hợp là xuống mà nó đỏ mình, nó để ý các bạn để ý mình xuống mà nó có đứt đỏ luôn á là không lên nha. Có đứt đỏ là không lên, tại vì sao, nếu mà nó có đứt đỏ thì nó có thể sấy mòn từ ở trên vị trí trên xuống, nên mình không chạy lên ha. Đây mình dẫn cho bạn ấy lên, em quẹo trái nha, mở xe nhanh trái đi lên trên cao chút xíu rồi mới đánh hết lái bên trái nha, lên nữa, đúng rồi, lên nữa, rồi đánh hết lái qua, đánh hết lái luôn, rồi em ngó cái hướng, ngó bằng cái cửa sổ lớn của mình á, hết lái em, rồi đi ngó hướng lên đó, mình sẽ quay lên trên mà, thấy không? Rồi em trả lấy lại dần dần nữa, thêm vòng nữa, đánh hai tay đi nha, một tay mình đánh tay phải nữa cũng bị nhiễm cái tay phải rồi, rồi đi lên, nãy thầy chỉ tay trái rồi nhưng mà bị tâm lý sẽ trở lại tay phải, cái mấy cái này là mình đánh hai tay, thấy không? Rồi tiếp tục qua hành trình. Đi mưa gió là phải, các bạn phải đi những kỳ lý tờ lý, các bạn phải nhìn xa coi nó có hiện tượng cây gió gì nhiều không, gió nhiều quá mình cũng không lên nha các bạn, cây có thể đổ bất cứ lúc nào. Rồi em cứ đập ga lên tiếp, nãy lớn lắm giờ bớt rồi, rồi đó, lượng nước thì đang đổ xuống, em cứ canh bám làn giữa cho thầy, em cứ bám làn giữa cho. Thì cái mùa đang áp thấp mà các bạn, mưa gió này cũng nguy hiểm, khi các bạn đi đường đèo đường dốc các bạn phải để ý trên sườn núi, nhiều khi nghe cái âm thanh lạ các bạn phải để ý. Đây là một trong những cái bài học mà mình lúc nào cũng cho các bạn phải tập. Rồi em đi, có xe đồng hành mình, em cứ đi đập ga đi, có xe 6 chỗ nó lên rồi xuống, rồi đập ga tiếp. Xe đồng hành với mình, nếu mà mình chạy chậm quá chút xíu xe là nó sẽ vượt qua. Nói chung là xe ở trên đây có sạt lở xuống nè, thấy không, thấy mấy cục đá không, thấy không, thấy chưa? Rồi em cứ đi đi, em cứ đi bình thường, đập ra nghe nó mấy cục đá là sợ rồi. Rồi đập ra tiếp. Ừ, đa số mà nếu mà nước mà nó có cuốn xuống á, là mà nó đỏ á, nó đục á, là các bạn hạn chế lên nha các bạn nha. Còn
mà mình cái lượng nước này đang xuống thì mình cũng thấy cũng ok ổn, độ nước cũng xuống nhiều quá. Một trong những bài học mà mình thường hay cho các bạn sử dụng lái, có nhiều chỗ thì bộ túc ta lái không có leo núi, khi mình lúc nào cũng vậy, đều cho các bạn phải leo núi để có kỹ năng. Rồi xong mình đi đường đèo Đà Lạt này nọ an toàn. Đúng rồi, rồi đạp ra tiếp trả lại. Nói chung là xe mình hiện tại đi có hai người, không có hành lý gì á, tải nhẹ. Một tải một phụ thì mình sẽ đi chữ D vẫn được, đi D vẫn được, hoặc đi ODF cũng được, hoặc đi số 2. Mình đang cho bạn ấy đi số 2 để cho bạn ấy cảm nhận được cái vị trí số 2 như thế nào. Có thể các bạn đi lên chữ D, nhưng mà các bạn đã xuống thì các bạn mới thì các bạn xuống về số thấp giùm mình để cho nó ghi lại. Rồi em về phải nha, ở trước có biển báo cấm là người ta không cho vô ha, ở bên quân đội. Liếc ở trên dốc coi có xe xuống không. Rồi em cứ đi lên bình thường, khiến cho hậu ngang góc cua là em đánh lái nhẹ nhàng vô. Em cứ đi bình thường, đúng rồi, đánh lái vô, nữa, nữa. Trời ơi, đánh lái mà đập ga. Rồi trả lấy lại đi, trả lại, đạp ga. Giờ mới đạp nè, đạp đi. Đạp ga lên. Rồi giảm lại chiếc xe trắng qua, đang thở oxy. Lúc cần thì không đạp, mà lúc không cần thì đạp. Lúc này thấy yếu quá. Yếu quá hả? Ờ, yếu quá. Ờ, thấy có yếu đâu, đang lên con lành rồi, cái khúc yếu không dám đạp. Thấy chưa, phải luyện tập nha các bạn ha. Rồi đi tiếp. Nói chung phải luyện cho các bạn những kỹ năng. Rồi đập ra tiếp, nhát chân rồi, điều chân ra coi xe thầy mà lo gì. Ừ, nó thấy không, nghe cái là xe thầy mà lo gì là đạp liền, thấy không. Nếu có gương cầu lòi thì mình sẽ quan sát gương cầu lòi nha. Cái gương nó để cho mình báo biết mình ở cái hướng đó lại, nó có những cái chứng ngại vật, thấy không. Rồi tiếp tục. Nói chung là cho dễ hiểu, cho các bạn mới dễ hiểu nè. Đây hiện tại bạn này đang chạy xe số tự động, thì tùy theo cái xe nó sẽ có nhiều chế độ khác nhau. Riêng xe mình nó sẽ có 4 cấp độ số B, E, G, N, D. D số còn bình thường, 4 cấp độ số. Khi mình đập ga nó tăng số, giảm ga để giảm số. Rồi nó có bấm ODF kế bên hông, cái cần số nó có ODF thì nó sẽ về lại số 3. Đó. Rồi hoặc là kéo xuống là số 2, còn L là số 1. Có xe thì có chữ S, có xe thì có chữ M. Thì có xe M mình đã nói rất nhiều rồi, bộ số vô cấp của thằng Toyota đó. Nhưng mà nó giả lập cấp, nó 6 số à, còn này mình có 4 số à. Đây là bộ số thẳng, còn kia bộ số dính dắt. Còn có bộ số núm nữa, xe núm, dặn núm nữa ha. Mod, có xe thì sử dụng bằng mod, bấm nút mod này nọ, cái chế độ nhiều lắm. Bây giờ công nghệ nó hiện đại mà, là hại điện, mà hại điện thì chỉ có anh tí thôi mới hại điện nè. À. Rồi, về trái lên trên đó luôn, đi thẳng lên trên đỉnh luôn. Mở xi nhan trái, đi hơi cán nè, vạch nè. Không? À. Rồi đi tiếp. Thì các bạn mới mà còn bị lúng túng lắm nha, không cảm được nha các bạn ha. Rồi đi. Nên anh em mà lái cũ thì phải gặp mấy anh em mới thì né hơn chút, nhường cho họ một cái đi. Rồi đi, đây là gần nguyên sinh. Em cứ chia đường ra làm đôi ngồi chính giữa.
có thầy cứ bên lo gì nha, xe thầy nữa. Rồi đặt ra nhẹ, đúng rồi. Thì các bạn đi học bổ túc, các bạn đi đi luyện lái, các bạn đâu có đi đèo dốc này đâu, tùy theo cái hoàn cảnh của các bạn học ở đâu. Riêng các bạn học ở Đà Lạt thì các bạn có thể đi đèo dốc, còn riêng ở đây là các bạn chưa hề đi nên cách xử lý của các bạn khó lắm. Rồi đi thì nên mới đi bổ túc đó, thấy không? Tiếp tục, bên đây là cô Tiên, bên kia là chị Tiên, em cứ đi thẳng lên đỉnh luôn. Mưa gió biết đi, đi du lịch chuyện biết nha thiệt, thấy không? Thấy đây là đi đi Đà Lạt, à, đi Vũng Tàu, đi tập thôi, thấy không? Đi du lịch mà ra tắm biển như thế này là thua rồi. Nhìn được không? Rồi ở trên trống mình, rồi đóng cửa luôn rồi. Ôi ơi buồn thiệt chứ. Đợi thầy chút xíu. Đó, thấy chưa? Do ăn ở rồi. Rồi bây giờ làm gì, quay đầu được không? Không được thì gài xuống lui. Trời ơi dễ mà. R đó. R bóp khóa mới được. R bóp khóa đúng rồi. Riêng nha, riêng bộ số này mình sẽ chỉ cho bạn nè. Cái máy này lúc mà mình đẩy lên á, mình không cần phải bóp. Chẳng hạn như nãy mình đang đi số 2 đi, đúng không? Số 2 thấy chưa. Rồi mình lên chữ D nè, không cần phải bóp ở đây cò nha các bạn. Đẩy lên nè, thấy chưa? Rồi đẩy trên nó nè, thấy chưa? Không cần phải không? Cái tay mình không bóp đâu, đúng không? Nhưng mà từ D xuống dưới 2, các bạn không bóp là không cho vô. Xuống nè, bóp nè, thấy chưa? Vô số 2, bóp, vô số L. Đó, L là số 1 lên núi, thấy chưa? Bấm khẩn câm cái, có ai lên thì người ta cũng tự dè. Rồi, khi các bạn di chuyển, các bạn lên số 2 là các bạn chỉ cần đẩy lên thôi. Còn này là số 3 nè, ô đề hợp nè. Đẩy lên 1 nấc, đẩy lên 2 nấc, thấy không? Là chữ D đúng không? Đẩy lên cái nữa, N. Đặc biệt từ N bốn số này các bạn thay đổi số, giảm tốc độ, thay đổi số bình thường. Lên này không cần già, cần bóp khóa hãm. Xuống này bóp. Ghi N và D là không cần, đẩy lên đẩy xuống thôi. Khi các bạn đi D, các bạn đến ngay chỗ mà đèn xanh đèn đỏ, các bạn dừng lại, các bạn trở lại chữ N, đúng không? Rồi các bạn qua lại D, các bạn đi thì có nhiều bạn sẽ bóp khóa hãm, có hiện tượng nó sẽ qua số nhiều, qua số 2 luôn. À, chỉ cần không cần bóp, đang trên N các bạn kéo nhẹ xuống đây là nó khẩn lại, nó không cho vô số nữa, đúng không? Còn riêng từ N, từ D các bạn qua N tuyệt đối không bóp khóa hãm giùm mình nha. Các bạn nào bóp một cái có hiện tượng nè, ví dụ nha, từ D chở N chỉ bạn đẩy nhẹ cái thôi, nó vướng lại, đúng chưa? Các bạn bóp nè, có hiện tượng mình nhắc lại luôn nè, bóp nè, thấy không? Đây nè nha, bạn bóp nè, qua số dè luôn, đẩy mạnh quá nó qua số dè là nguy hiểm, đang đậu đèn xanh đỏ mà số dè cái là buông thắng ra là tiêu. Khi các bạn nghe cái tiết là nó báo đang dè, là các bạn mới thấy màn hình nó hiện lên là các bạn tuyệt đối không đi nha, đi là chúng đầu xe sao, thấy không? Rồi bây giờ gài số dè đi, đúng, nhìn vô màn hình. Rồi bây giờ quan trọng các bạn sẽ ngó này sẽ bị gói, các bạn ngó hai bên. Rồi em buông thắng nhẹ, cầm vô vô lăng, rồi lui nhẹ tà tàn. À, đừng đánh lái, à coi coi cái lái mình đang ở vị trí nào không. Rồi lui lui nhẹ nhàng, đúng, tiếp tục có khí hậu bên trái. Bây giờ nếu lui thẳng thì sẽ vướng đây nè, đúng không? Rồi em nè, nên lui thẳng nó vướng, em cứ đi nghiêng quanh trái. Đúng rồi, muốn cái đuôi xe đi bên nào thì đánh lái bên đó, vậy thôi, ít thôi, không cần nhiều. Tiếp tục. Đó, đúng rồi. Đó. Tiếp. Em lui đi buông thẳng ra, rồi trả lái thẳng lại, trả thẳng lái lại nữa. Đúng rồi, em để lui nữa thì nó quanh kia. Thấy chưa, ngó sao. Rồi lui tiếp, chứ đừng ngó cam. Thấy không? Các bạn cứ ngó hai kiến hậu hai bên cho mình. Duy ngó vừa coi kết hợp cam, chứ đừng ngó một bên. Các bạn ngó cam hoài là nguyên ít thôi, ít thôi. Rồi đi, rồi. Tiếp tục. Rồi bây giờ mình đi kiếm cái chỗ nào trống thì mình đưa cái đuôi xe vô để mình quay đầu lại, đúng không? Rồi lui tiếp. Đó. Tiếp tục.
Rồi, nhìn thấy cái đuôi xe nào. Rồi lùi tiếp đi, em thấy lùi đi. Rồi, trả lại thẳng là không về dướng, đúng không? Lùi tiếp. Thấy chưa? Rồi. Em có lùi. Tại vì cái đuôi xe mình nó hở nè. Thấy không? Đuôi xe hở là không về dướng. Đúng chưa? Đó, rồi em lùi tiếp. Đúng rồi, lên nữa đi, lên nữa này. Lên nữa, cho cái đuôi xe mình ngang cái đuôi xe của ta móc hết lái vô trong. Rồi, nghiêng đuôi xe vô cho nó vô chút xíu. Không, cho nó ép vô chút. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục lùi. Được chưa? Rồi, móc hết lái luôn. Móc hết lái luôn. Đúng rồi, hết luôn. Móc hết lái luôn. Đúng rồi, cho cái đuôi xe vô đây. Rồi, cái đầu xe nó quay nè, thấy không? Bút cái gì vậy? Ông trộm gầm. Lùi. Ừ, ông trộm gầm hết hồn má ơi. Ừ, nói ủa sao có ai đâu dướng. Làm yếu tim thiệt chứ. Đó, nè mình đây nè, mình cho đuôi xe vô nè, đúng không? Rồi lùi tiếp. Chống không? Đúng rồi. Rồi bây giờ lấy ra được chưa? Ông chờ ông cầm tưởng qua chạm với xe nào. Rồi đi số tới. Không cần gà. Bóp chứ. R và N thì bóp. Bóp vô số 2 luôn. D đúng không? Rồi qua số 2. Đúng rồi. Bây giờ mình đang xuống dốc nha. Nhớ ngó bên phải luôn, có xe lên không? Không có. Có xe xuống không chứ? Rồi, đi tiếp. Buông cái thắng ra, đừng có gà thắng hoài. Cứ mạnh dạn cho thầy, xe thầy mà lo gì. Ông đứng chăm hết tay. Nghe không? Mai là đi số 2 đó. Tại sao mà mình đi lên là đi chữ D được? Em cứ đi buông thắng nhẹ. Xuống các bạn thấy nhanh quá thì các bạn làm gì về số thấp, giống như một cái chiếc xe gắn máy mà chiếc xe cúp hoặc là chiếc xe ghim đi, đúng không? Em cứ đi buông thắng ra thì các bạn đang chở một người nào đó lên cái dốc cao, em gà thắng nhẹ, đừng có buông hết nha, chồng lăn nghiêm. Thì các bạn đang chạy chở một người bạn đang lên dốc, các bạn đi số 4 chiếc ghim, thì các bạn lên không nổi, thấy nó yếu quá thì các bạn về số mấy? Có phải về số 3 không? Phải về số 3 không? Đúng không? Rồi nếu mà về số 3 rồi mà các bạn chạy lên không nổi nữa thì các bạn làm gì? Về số 2. Rồi các bạn lên cái dốc cực cao nữa mà các bạn đi hai người mà lên không nổi số 2 luôn thì các bạn về số mấy? Số 1. À, rồi. Còn khi xuống thì cũng vậy thôi. Cho bạn hình dung dễ giống như xe máy ha. Khi các bạn đi xuống, cái độ dốc nó cao quá, nó sẽ trôi xe nhanh. Thì các bạn làm gì? Các bạn gà thắng hoài đúng không? Chuyển phương em buông thắng đi. Em đang đi số 2 đúng rồi. Thì các bạn gà, em có buông thắng, em đừng buông hết. Giống như mình ve, mình đừng buông hết, mình buông hết thôi. Hiểu không? Hiểu không? Chứ em buông hết thì nó mạnh hơn. Em buông gà thôi. Rồi em buông nữa. Thấy trống thì buông. Đúng rồi. Chứ đừng có đè thắng hoài nó sẽ nóng, cái bố thắng nó sẽ phát sinh nhiệt và nó dễ mất thắng. Nên mấy xe lớn là đi số thấp rồi mà, đi số 1 nó bò xuống luôn. Rồi, khi các bạn đi chơi đê xuống cũng được, nhưng mà các bạn phải gà thắng nhiều. Tại các bạn chưa quen cái tốc độ, các bạn lần đầu tiên mới đi đèo dốc thì các bạn sợ. Thì các bạn về số thấp các bạn đi chậm chậm. Về số 2 nó gị lại bớt, còn thấy nó nhanh quá về số 1, nhưng mà cỡ số 2 là được rồi. Còn anh em nào lái tốt thì anh em ta đi số D, còn nhiều khi người ta thả chớn luôn ha. À, nếu mà mình đi ở đây mình còn thả chớn luôn, nhưng mà mấy cái đó là phải dành cho chuyên nghiệp nha các bạn ha. À, những anh em dịch vụ đi sẽ thả chớn, sẽ đỡ tay tiêu hao nhân liệu, nó nguy hiểm nhưng mà người ta sẽ xử lý được. Còn riêng mình là mới là tuyệt đối người ta nói là lên số nào xuống số đó, nó đúng một phần nào đó thôi. À, nãy tôi lên số 2 tôi xuống số 2, nhưng mà tôi lên chữ D tôi xuống số 2 được không? Được luôn. Sau này các bạn quen rồi, cảm giác xe rồi thì các bạn tự động biết xe nó cần gì, các bạn áp dụng. Rồi em muốn thắng ra, đừng đè thắng hoài, tội nghiệp xe thầy. Về số 1 luôn thầy. Không, về số 1 chứ. Số 1 chạy chậm đầu xương. Tại vì nó nhanh cãi nó xe này lo về nghiêm vô. Chưa quen phải tập cho quen. Đúng rồi, buông thắng ra. Đè thắng hoài, tháo thắng cái gì. Xe này mà lo gì. Đó, động viên thúc đẩy cho bạn lái.
rồi gà thắng nhẹ lại đó, cho các bạn tập về hiểu rồi khi thắng là thủ thắng, gà thắng và mới đập thắng, rồi buông thắng nhẹ chứ đừng buông hết. Các bạn thường tưởng đây là các bạn buông cái bạc ra luôn, giống như coi là tiêu tắt máy liền ha, rồi buông thắng tiếp. Thở xì chưa, hít trực sâu vô, nín thở 5 phút sau thở ra về trái nha. Cứ chậm chậm cảm nhận được cái đầu xe đúng rồi, giữ đó, thấy không, phải cảm nhận được chưa? Nó đủ rồi thôi, mình không đánh nữa. Rồi em đập ga nhẹ, rồi có xuất hiện sương mù nha các bạn ha. Xe mình đã mở đèn sương mù rồi ha. Em nghiêng qua trái, ở đây đâu có ai đâu, giao thông đồ bắt đâu, vô che gai nó cạo xe thầy. Đó sương mù ha, giờ em cứ đi. Rồi có xe lên có xe xuống, gà thắng lại bớt. Một ông ở sau lên, thấy không? Một ông ở sau chen nè, ẩu nè, thấy không? Thấy chưa? Ông ẩu còn bóp kèn nữa, thấy chưa? Rồi đi. Tôi biết ông ẩu mà. Ôi, trường hợp đó là mình nhường cho nó luôn á này. Nhường thôi chứ giờ chen lên nữa làm chi. Mình cái yếu thì mình cứ thắng lại đi, rồi người ta xử lý mình đi, hiểu không? Gặp thầy thì đấu cho, thầy chạy lấy gì vượt, đúng không? Tại vì mình chạy chậm quá người ta phải vượt, ta nôn nóng quá người ta vượt, nhưng mà ta vượt ngay khúc cua là sai, nhớ không? Thì mình làm gì, mình dừng lại đi, ba người đều dừng nhau rồi đấy, dừng lại để cho ông kiếm chen qua đi. Nên có cái câu gì nè, các bạn hiểu vấn đề nè, cho dù người ta có vượt sai đi nữa thì tuyệt đối không cản trở lưu thông, không cản trở người ta vượt. Chừng nào thấy ở trước nguy hiểm quá, tôi đá xi nhanh trái ra, tôi cảnh báo cho người ta biết ở trên nó đang nguy hiểm không được vượt. Chứ mà người ta đang vượt, em cứ cố tình không cho người ta vô, nghe người ta tai nạn thì sao? Hiểu chưa? Nên có cái bài mà lý thuyết là không cản trở vượt, cho dù có vượt trái phép đi nữa, phải không? Lỡ tai nạn sao, đúng không? Nên anh em nhớ lưu ý nha. À, mấy anh em nóng quá cũng được. Với các bạn đi về đi đèo núi vậy, đường mà nó nhỏ quá, em bám ngay làn giữa, đừng bám vô trong, đúng rồi. Thì các bạn cứ dừng lại để cho anh em nào ta lái tốt người ta xử lý xong đi rồi mình mới được đi, mình đi cho chắc cú ha. Còn sau này các bạn quen nữa dễ nha. Ai em vậy mới mà, không phải mới vô cái là lái tốt được đâu nha, lái tốt kiểu đó mấy ông thầy bổ túc tế hết làm sao. Buồn thắng ghi vô quan sát gương cầu lòi đúng rồi, quan sát hướng đánh ta lái vô, cảm nhận được cái đầu xe, giữ đó đúng rồi, trả lá nhẹ, trả lá nhẹ đi, đừng bày đặt và xè bày đặt bổ vô lăng. Trời ơi, lái chưa xong nữa mà đặt bổ vô lăng xè khổ ghê ha. Hôm chưa chưa quen thì ơi, không biết là cái đoạn cái đâu á thầy. Thì chưa quen người ta đánh lái được rồi mày đặt bỏ xè đánh xong rồi chả bỏ vô lăng các bạn, rồi xong nó sẽ xây lại đúng không? Đó. Nhưng mà cái đó em phải biết phải cách hãm lại cái vô lăng, nhiều khi nó chả lại nhanh quá lắc cái xe, còn nó chả mà em chụp lại sớm quá nó cũng lắc cái xe giống nãy đúng không, hiểu không? Đó, em phải có cảm nhận đó thì trước mắt thì lại làm cái kia trước đi. Nhiều khi chụp sớm quá thì nó cũng khận lại xe, hoặc chụp chảy quá nó sẽ cận cái xe. Sau này các bạn quen rồi các bạn sẽ hiểu. Rồi tôi đánh. Đúng rồi, giữ đó. Rồi chảo lấy nhẹ lại. Đúng rồi, tốt vậy thôi, có gì đâu. Rồi nghiêng qua trái. Đúng rồi, còn ông nào sợ cán quạch liền thì đợi xe đó, kêu xe đó về đi rồi chạy. Nha, có nhiều trường hợp vậy đó. Trời ơi,
học lý thuyết quá 180 phút rồi, coi TikTok quá 180 phút rồi. Xe đậu giờ phải bắt buộc phải cán thôi, ai phạt đâu. Lại giờ kêu ông giờ xe tôi ra khác đi chứ, ông giờ xe của anh đi tôi đi, tôi cũng chứ tôi cán và tôi bị trừ bị phạt sao? Mắc mệt nữa. Rồi buông thắng ra, đừng có đè thắng hoài. Tập cho bạn cảm giác mà nhanh chút xíu. Rồi các bạn có đi học lý thuyết, các bạn hiểu với một cái vấn đề gọi là cái câu lý thuyết như nè. Rồi em cứ đi đi. Trên nhường dưới, khi mình leo đèo dốc là trên nhường dưới đúng không? Ở trên dễ quan sát ở dưới hơn là ở dưới người ta lên tắm thấy. Thì lúc này em nhìn ở dưới coi có xe nào lên không. Rồi không có xe lên mình đi xuống. Còn có xe lên là bắt buộc mình phải dừng lại, nhường cho người ta ha. Rồi em quẹo phải thì cái cua này cua gắt thì em lấy gọng qua bên trái, mở xi nhan phải. Nhưng mà liếc bên trái, nghiêng cái đầu xe qua bên trái. Đúng rồi, đi lên chút. Vai mình qua khỏi cái chướng ngại vật, cái cua là mình mới đánh hết lái. Rồi hết lái xuống luôn, không chừa một cái thắng kìa. Làm như thù thù cái thắng dữ lắm hay sao ha. Rồi, bạn ở đây phút này đẹp nè. Có dòng suối nào bạn. Đó, bạn thấy đã không? Đó, thấy đã chưa? Đó, đẹp không? View đẹp không? Tại không có ai mà có mình nha. Đó, cho view bạn đẹp là đó, thấy không? Trời ơi, đã không? Đó, view đẹp luôn thấy không? Vì nghệ thuật mà. Rồi đi tiếp. Đánh sớm mình sẽ dướng cái cua nãy, yeah. Cái cua ngay cây bàn thấy không? Nên em phải lấy gốc gọng ra. Tuy hơi lớn, tuy hơi lớn được con ta nhưng mà bắt buộc phải lấy gốc gọng. Còn nếu mà có người ta lên thì mình phải lên tút trên kia mình quay đầu lại. Rồi em sẽ đi thẳng luôn nha. Biển động các bạn. Rồi, các bạn thấy biển động không? Mình thấy biển động không? Rồi em tiếp. Lúc này em đập ra thử rồi em có cảm giác cái xe mình nó sao. Đập ra thử ra nào, nó mạnh không? Nó gầy đúng không? Đổi số lại. Không bóp nha, đẩy lên nhẹ. Đụng rồi. Các bạn mà bóp nữa nó có thể có hiện tượng là qua chữ N luôn. Hoặc là qua luôn cái chữ số dè luôn. Giống nãy mình mới đề cập. Rồi em mở xi nhan trái. Chậm chậm thôi, em quay trái luôn. Từ từ nhường cho xe kia giảm lại. Đúng rồi. Đi tránh giữa. Tại trong bên trái mình đang ngập. Mình đang đánh giá tình hình. Chút xíu mình đi sẽ vòng hết cái đường biển này luôn. Thì khúc dưới thì nó có hiện tượng nó sẽ hay bị ngập nước. Không sao, nếu mà ngập vừa vừa mình sẽ cho bạn này sẽ tập lội. Rồi nếu mà ngập nhiều quá là phải đi kiếm đường khác. Có đợt mấy lần mình xuống là nó ngập. Nhưng mà mình đã coi cái lượng mưa thì nó sẽ không có ngập mấy đâu. Tại mình coi đánh giá là cái đồ mà đứt đỏ đợt trước mình lên cái ngọn núi này các bạn. Đứt nó đỏ xuống nó dữ lắm. Nó xối xuống luôn. Thì mình đâu dám lên đâu. Đó trên ngọn hồ mây nó có mây rồi thấy không. Rồi em mở xi nhan trái, em chuyển làn ngang giữa luôn. Biển động nha bạn, biển xanh lè động luôn, nước dâng lên luôn rồi thấy không? Đó, các bạn thấy không? Đó, nước dâng lên luôn. Bão nha. Nước đánh lên bờ luôn á. Giờ mình sẽ đi kiếm một cái quán cà phê view sóng, ngồi đó sóng đánh lên. Ok không? Vui sống ha. 50 nha. Phía bên trái cái xe cẩu đang nằm ở dưới biển các bạn. Đó là người ta đang làm thủy lâm cung ở đó đó. Người ta làm một cái thủy lâm cung ở đó. Mà chắc lâu lắm, ngay chỗ hòn gù gì.
mưa kiểu này chắc tạm bà biển là nóng. Xui nãy là lên không được tới đỉnh, đóng cửa. Đó. Mình thấy cái nó sẽ làm một cái đại dương biển đẹp nha. Thì lâm cung rồi cắp treo đứng luôn. Bóp kèn à, bóp kèn mấy em trai bảo vệ. Ok, nhiều quán đây là biết mình ha. Bây giờ mình đang kiếm một cái quán nào đó nó view sống nha các bạn. Đây nhiều quán lắm. Ở đây sóng gió quá, không dám vô ngồi. Có biết top thì được. Kiếm quán ngồi thôi. Đây, ok, một cái quán mà có kiến luôn ngồi cũng được các bạn. Để mình xuống dưới đây thử coi như thế nào nhé. Nhớ nha, mình phải xác định. Hồi nãy mình thấy một cái biển báo là cấm đậu ngày chẵn. Ngày chẵn là ngày của tháng dương lịch từ 1 đến 31 chứ không phải là ngày của âm lịch và cũng không phải lịch thứ nha. Bây giờ hiện tại mình mở lên cái lịch là ngày hôm nay là ngày 18, mà ở đây nó lại cấm đậu ngày chẵn. 18 tháng 9 cấm đậu ngày chẵn thì mình sẽ đậu bên kia. Còn thôi mình đơn giản thôi, tự nhiên thấy nguyên một hàng xe bên kia người ta đậu mà bên đây không ai á. Mình phải theo ý người ta. Rồi, quay đầu lại. Ở đây là mình phải kiếm cái bạch đứt khúc mình mới quay đầu. Rồi em mở xi nhan trái ra. Rồi em đánh hết lái qua. Rồi buông thắng vừa đánh lái, đừng đánh lái nguội. Hạn chế nha các bạn. Các bạn đi học lái xe các bạn đánh lái nguội hoài á, không? Cũng không hay. Đó, em cứ đi lên nhẹ. Tiếp tục. Nữa. Không vừa, sao. Vừa khớp luôn. Đỡ đi. Xe mình leo lời được mà. Rồi thấy nguyên cái bảng gì không? Cấm đậu ngày lẻ. Ngày bây giờ chẳng đây lẻ. Đúng rồi. Một gạch là ngày lẻ. Thì hôm nay là không phải là ngày lẻ. Thì hôm nay là ngày chẳng tôi lên tôi đậu ngay đó quán cà phê đó. Thấy không? Con lành không? Rồi đi thẳng lên. Lúc này các bạn sẽ hình dung ra được cái vấn đề mà tấp vô lề nè. Cái này. Chính giữa xe trùng trên miệng lề. Trùng trên miệng lề. Trên miệng lề khoảng gang tay. Rồi lấy nhẹ ra. Lên trên chút xíu. Cầm bô lăng em. Trời ơi, cái này chỉ thôi. Rồi đến đây mình dừng lại. Đây mình sẽ vô cái quán gu. Coi sóng biển đánh lên đùng 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 nha. Canh đúng không? Em nhìn em ngồi đây em thấy vị trí giữa xe không? Cái cục này hả? Đúng rồi. Hoặc là cái cục này. Nó sẽ trùm trên miệng lề, từ miệng lề vô khoảng gang tay. Okay, hiểu không? Okay. Em ngồi lại miệng lề khoảng gang tay. Em nhìn đây phải không? Đúng rồi. Rồi nhìn cái kiến nó phải song song xe không? Thấy chưa? Rồi ok. Rồi, okay. Vô quán cà phê nha bạn ha. Nghỉ ngơi chút xíu nha. Trả lời Trinh nè. Chào Trinh nè.
đẩy lên nhẹ thôi, đúng. Rồi kéo thân tay, kéo không bóp. Rồi bóp đẩy thẳng lên bơi luôn, đúng. Rồi tắt máy. Rồi có, nếu mà có đèn mình mở cửa ra nó sẽ kêu, em phải tắt đèn. Nào mở ra nó kêu, thấy không? Nó cảnh báo nha các bạn, thấy không? Rồi em tắt đèn nên nó hết kêu, thấy chưa? Và thứ hai nữa là khi các bạn lock lại mà xe cửa mở nó cũng kêu, để phòng hờ là có người ăn trộm lấy xe. Thôi tại vô lấy đồ trong xe nha. Rồi thôi bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt an toàn hơn. Chào tạm biệt.